Vụ nổ ở Thủ Đức làm thai phụ bỏng 95%, nghi do dây khí từ hầm biogas gà dưới nền nhà. Vụ săn lở tàn đuy khiến hai người tử vong ở Đà Lạt đề nghị truy tố 4 cán bộ. Miền Bắc đón mưa rông do không khí lạnh. Hebola tuyên bố hạn 55 lính Israel. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, vào tối ngày 18 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại phòng trọ trong hẻm 676 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình, khiến thai phụ bị bỏng nặng 95%. Trước đó, người dân trong hẻm 676 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình trình báo công an vụ nổ nghi do bình ga trong phòng trọ làm người phụ nữ bị thương phải đi cấp cứu tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, sau đó được chuyển đến Bệnh viện trợ đẩy. Tiếp nhận thông tin, công an phường Tam Bình và cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thủ Đức có mặt tại hiện trường, phối hợp xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo đó vào khoảng 4 giờ sáng, chị LTHC 33 tuổi, ngụ tỉnh đông Nai, thức dậy tắt máy lạnh và giờ chén bát tại bếp trong phòng trọ, sau đó chị bật bếp ga để nấu mì ăn thì phát nổ. Khám nghiệm hiện trường, bình ga, van khóa ga thì vẫn còn nguyên vẹn, toàn bộ nền bê tông trong phòng bị bung, nứt từ dưới lên, mọi thứ xáo trộn. Bước đầu, lực lượng chức năng ghi nhận nguyên nhân xảy ra vụ nổ có khả năng là do dò dì khí ở hầm biogas nằm dưới nền phòng trọ, khí tích tụ trong phòng khi chị C bật lửa bình ga thì phát nổ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra. Được biết, chị C thuê phòng trọ trên từ năm 2023, sống cùng với chồng là anh PMK 28 tuổi ngụ tỉnh trà vinh. Thời điểm xảy ra vụ việc, anh ca đang đi làm. Khu nhà trọ trên được xây dựng từ năm 2018 do chị TA làm quản lý. Nhà trọ đã xây dựng hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy tại cơ sở từ năm 2020. Vụ sạt lở ta lùi khiến hai người tử vong ở Đà Lạt đề nghị truy tố 4 cán bộ Ngày 18 tháng 10, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã có kết luận điều tra vụ sạt lở ta luy trên đường Yên Thế, phường 10, thành phố Đà Lạt, đồng thời chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Lạt truy tố 4 cán bộ liên quan. Cụ thể, các cán bộ gồm Mạc Phương Hải và Trần Quốc Hà thuộc đội quản lý trật tự đô thị thành phố Đà Lạt, Võ Khánh Toàn và Phạm Hoàng Duy là công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường Ủy ban Nhân dân phường 10 thành phố Đà Lạt về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo kết luận điều tra của cơ quan công an thành phố đà lạt nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ sạt lở đất được xác định là do quá trình thi công kè ta luy không tuân thủ đúng thiết kế được phê duyệt cụ thể công trình kè chắn đất được xây dựng sai vị trí cao hơn so với hồ sơ đã được cấp phép bên cạnh đó thiết kế kè không đảm bảo khả năng chịu lực kết hợp với biện pháp thi công không phù hợp đã khiến công trình bị yếu sạt lở khi gặp mưa lớn Quá trình điều tra, công an thành phố Đà Lạt đã tiến hành thu thập toàn bộ hồ sơ liên quan đến quy hoạch, sử dụng đất, cấp phép xây dựng, bản vẽ thiết kế đối với công trình xây dựng kè chắn đất tại các thửa đất 656, 657, 658, 659 tờ bản đồ số 4, phường 10 thành phố Đà Lạt. Các công trình trên đã được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt cấp giấy phép xây dựng qua làm việc điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định ba người trong đội quản lý trật tự đô thị thành phố Đà Lạt là Mạc Phương Hải, Trần Quốc Hà, Đặng Nguyễn Nhật Vũ đã tiến hành kiểm tra công trình trên các thửa đất trên vào ngày 17 tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra thực tế, ba người trên không đối chiếu với bản vẽ thiết kế được phê duyệt, giấy phép xây dựng, không phát hiện sai phạm nên công trình được phép tiếp tục thi công. Ngoài ra, công an thành phố Đà Lạt cũng xác định ông Phạm Hoàng Duy là công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường, ủy ban nhân dân phường 10 đã không thực hiện giám sát kỹ thuật, không kiểm tra đo đạc công trình xây dựng kè chắn đất tại các thửa đất trên. Ông Duy đã một lần giải quyết đơn khiếu nại của người dân, nhiều lần xuống tại vị trí thi công công trình trên nhưng không tiến hành kiểm tra thực tế, không ghi nhận biên bản kiểm tra và không có ý kiến với chủ đầu tư và đơn vị thi công công trình. Bên cạnh đó, ông Võ Khánh Toàn là công chức địa chính xây dựng đô thị và môi trường Ủy ban nhân dân phường 10 cũng được xác định phối hợp với đội quản lý trật tự đô thị thành phố Đà Lạt nhưng không kiểm tra đối chiếu thực tế công trình đang thi công với bản vẽ thiết kế được phê duyệt nên không phát hiện được việc xây dựng sai phạm của công trình. Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Võ Khánh Toàn cùng với Mạc Vương Hải, Trần Quốc Hà, Phạm Hoàng Duy là người có chức vụ quyền hạn được giao nhưng thiếu trách nhiệm dẫn đến thực hiện không đúng và không thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó không phát hiện được vi phạm và yêu cầu đình chỉ thi công đối với công trình trên các thửa đất trên dẫn đến sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng làm hai người chết, thiệt hại lớn về tài sản cho người dân. Qua kết quả trưng cầu giám định, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở trên là do thi công không theo hồ sơ cấp phép được cấp, gồm sai vị trí danh cấp phép ở các đoạn kè 1 2 3 và thân kè thất 1 thất 2 thi công cao hơn so với hồ sơ cấp phép, thiết kế kè chắn đất không đảm bảo khả năng chịu lực, biện pháp thi công không phù hợp, không đầm chặt khi đắp đất sau lưng kè, không bố trí vật liệu lọc nước phù hợp tại vị trí lỗ thoát nước trên thân kè, không có phương án che chắn thoát nước mặt khi trời mưa các cán bộ này đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao không đối chiếu với bản vẽ thiết kế được phê duyệt và không phát hiện sai phạm nên đã cho phép công trình tiếp tục thi công thậm chí có những cán bộ đã nhiều lần đến hiện trường nhưng không tiến hành kiểm tra thực tế không ghi nhận biên bản kiểm tra dẫn đến việc không phát hiện được những dấu hiệu nguy hiểm bất thường của công trình với những sai phạm trên, Công an thành phố Đà Lạt đã chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Lạt truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với bốn cán bộ liên quan gồm Trần Quốc Hà, Mạc Phương Hải, Võ Khánh Toàn, Phạm Hoàng Duy. Liên quan đến vụ án, vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Đà Lạt đã khởi tố bị can bắt tạm giam Nguyễn Uy Vũ, 40 tuổi, là giám đốc công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng, là đơn vị thiết kế và thi công bờ kè ta luy và Dương Viết Phong, 42 tuổi, là cán bộ giám sát thi công thuộc một đơn vị tư nhân để điều tra về hành vi vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 18 tháng 10, một nguồn tin của phóng viên báo người lao động cho biết liên quan đến thi thể được phát hiện tại quán karaoke An Phú Bảo Hoang, có địa chỉ tại đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bước đầu nhận định đây có thể là một tai nạn nguồn tin cho hay hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và chờ kết quả xét nghiệm adn của nạn nhân theo nguồn tin này tại hiện trường công an còn phát hiện thêm chiếc điện thoại được cho là của nạn nhân đây là tình tiết quan trọng trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện một số bộ phận cơ thể người đang trong quá trình phân hủy, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, qua đó phát hiện dây hố nước phòng cháy chữa cháy bên trong quán karaoke An Phú có thi thể người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn. Phần thi thể này bị che lấp bằng nhiều rác và phế liệu bên trên, chỉ lộ ra phần đầu đã bị phân hủy mạnh gác lên miệng hố. Do vậy, người phát hiện thi thể này trình báo với cơ quan chức năng là chỉ có phần đầu và tay tại đây. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân có thể là tử vong cách đây khoảng 3 tuần, phần xương trên cơ thể bị gãy, không có dấu vết của vật sắc nhọn gây ra. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là vụ án mạng mà có thể là do nạn nhân gặp tai nạn. Theo báo điện tử VOV đưa tin, Cơ quan chức năng đã xác định danh tính người bị nạn và đang điều tra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người chết, 2 người bị thương, xảy ra dạng sáng 18 tháng 10 tại xã Nam Bình, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm Võ Ngọc Hà, sinh năm 1994, trú tại tỉnh Quảng Trị, Đặng Nguyên, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Đắk Lắk và Phạm Hồng Quân, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Đắk Nông. Ba nạn nhân tử vong đã được đưa về nhà để lo hậu sự. Hai nạn nhân bị thương gồm Trần Văn Quang sinh năm 1984, trú tại tỉnh Đắk Nông và Đào Văn Thịnh sinh năm 1995, trú tại tỉnh Lâm Đồng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trước đó, vào khoảng 3 giờ ngày 18 tháng 10, người dân phát hiện xe bán tải 74C 10916 bị lật nằm dưới suối tại cầu Nam Bình, trên tuyến đường Liên xã DH72, thuộc thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Tại hiện trường, chiếc xe bị lật ngửa dưới suối, một nửa bị ngập trong nước. Việc mở cửa xe rất khó khăn do xe lật nằm giữa lòng suối hẹp, chảy xiết, nhiều cây cối hai bên. Đây là khu vực khá vắng người. Các cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra khoảng 1 giờ 15 phút cùng ngày. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện, còn chủ phương tiện được xác định là anh Võ Ngọc Hà là một trong ba nạn nhân tử vong. Xe bán tải 74C10916 nhãn hiệu Ford sản xuất năm 2022 có niên hạn sử dụng đến hết năm 2047, kiểm định gần nhất ngày 27 tháng 5 năm 2024 và lần kiểm định tiếp theo là 26 tháng 5 năm 2025. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ cô giáo xin tiền mua máy tính 15 ngày chưa xong hướng xử lý kỷ luật. Theo nguồn tin của phóng viên Dân Trí, sau 15 ngày tạm đình chỉ công tác cô giáo Trương Phương Hạnh là giáo viên trường tiểu học Trương Dương ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật, vụ việc vẫn chưa được giải quyết xong. Cô giáo Hạnh là người được nhắc đến trong vụ việc giáo viên xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính cá nhân gây bức xúc. Lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo quận 1 thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ việc chưa được xử lý xong và sẽ tiếp tục đình chỉ công tác đối với cô giáo Trương Phương Hạnh. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 9, ông Lê Công Minh là hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác viên chức đối với cô Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3 kiêm khối trưởng khối 4 trong thời gian 15 ngày. Quyết định nêu rõ lý do tạm đình chỉ công tác là để xác minh làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Bà Hạnh có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu, máy móc, thiết bị, đồ dùng dạy học và các nội dung liên quan đến trường và lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới. Những động thái trên được đưa ra sau ồn ào khi cô giáo Trương Phương Hạnh có hành vi xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính, đồng thời có những lời lẽ không chuẩn mực khi phát ngôn. Những hành vi trên của cô giáo gây bức xúc trong dư luận xã hội. Lãnh đạo quận 1 khẳng định sẽ kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm. Việc xử lý sẽ được thực hiện công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, cô giáo Đinh Thị Kim Thoa là phó hiệu trưởng nhà trường, thay thế cho cô Trương Phương Hạnh, phụ trách việc giảng dạy học sinh lớp 4 trên 3 ngay trong sáng ngày 30 tháng 9. Báo điện tử VOV đưa tin, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 18 tháng 10, tài xế điều khiển ô tô trọng tài lớn không rõ biển số lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Long An đi huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua khỏi địa phận giáp danh thuộc xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, đoạn km 1927 quốc lộ 1, ô tô tải này di chuyển nhanh theo làn đường gần giải phân cách. Đến đoạn ngã ba thì bất ngờ chuyển hướng sang phần đường ngược lại để chạy ngược chiều. Vụ việc khiến nhiều người đi đường một phen khiếp vía. Nhiều người dân bức xúc, khu vực này có nhiều nhà máy, công ty và phương tiện tham gia giao thông, nhưng tài xế vẫn bất chấp điều khiển phương tiện tăng tốc chạy về phía trước rồi rẽ vào bãi đậu xe cách ngã ba gần 50m. Hình ảnh này đã được trình báo, công an tiếp nhận và kiểm tra xử lý. Theo báo Vietnamnet đưa tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 10, tại tòa nhà căn hộ cho thuê cao 7 tầng nằm trên đường Lâm Hoành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng xảy ra cháy. Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút ở tầng 1 của tòa nhà nên chi hô dập lửa. Tuy nhiên, do lửa lớn nên mọi người không thể dập được. Lúc này, nhiều người ở các tầng cao không thể thoát ra ngoài, bị kẹt lại bên trong tòa nhà. Họ chạy đến các cửa sổ, ra hiệu cầu cứu. Một số người leo qua nóc tòa nhà bên cạnh, chờ lực lượng chức năng giải cứu. Ngay khi nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động phương tiện lực lượng của nhiều đơn vị tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Cảnh sát đã chia thành các mũi dập lửa, đồng thời sử dụng xe thang cao khoảng 50 mét tiếp cận giải cứu những người mắc kẹt trên các tầng cao. Hiện đám cháy đã được khống chế, những người mắc kẹt được giải cứu an toàn. Theo nguồn tin từ báo Dân Chí, kết thúc phiên giao dịch vào ngày 18 tháng 10, giá vàng miếng được các doanh nghiệp niêm yết tại 84 và 86 triệu đồng một lượng mua và bán, giữ nguyên so với trước đó. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn tiếp tục tăng mạnh, sô đổ kỷ lục trước đó khi được doanh nghiệp lớn niêm yết tại 83,85 và 84,95 triệu đồng một lượng mua và bán, mặt hàng này tăng 450.000 đồng mỗi chiều trong phiên hôm qua. Thậm chí, giá vàng nhẫn trơn tại các doanh nghiệp vượt 85 triệu đồng ở chiều bán. Như tại Doji, giá được niêm yết ở mức 84,55 đến 85,55 triệu đồng một lượng mua và bán. Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá được giao dịch là 84,52 đến 85,52 triệu đồng một lượng mua và bán. Từ đầu tuần đến nay, mỗi lượng vàng nhẫn tăng 2 triệu đồng, tương đương 2%, còn so với đầu năm, mỗi lượng nhẫn trơn tăng hơn 22 triệu đồng, ghi nhận hiệu suất sinh lời lên đến 35%. Giá vàng tăng kéo theo nhu cầu của người dân tăng theo nhưng cũng không dễ mua vàng nhẫn trơn. Theo khảo sát của phóng viên dân trí, vàng nhẫn trơn tại nhiều thương hiệu lớn thường xuyên trong tình trạng khan hàng, đăng ký mua vàng miếng tại 5 đơn vị, được ngân hàng nhà nước ủy thác cũng không dễ, số lượng mua tối đa chỉ 1 đến 2 lượng. Nhiều người dân cho biết họ phải tìm đến thị trường chợ đen. Giá vàng nhẫn trong nước tăng nhanh và mạnh, đồng pha với thị trường quốc tế. Trên thế giới, giá vàng hôm nay tiếp tục lập kỷ lục, đạt 2716 đô la Mỹ một ounce, tăng 24 đô la Mỹ so với trước đó quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 83 triệu đồng một lượng, theo đó giá vàng trong nước chênh lệch 2-3 triệu đồng so với giá thế giới. Từ đầu năm đến nay, giá vàng quốc tế đã tăng gần 30%. Diễn biến xung quanh cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ và căng thẳng ở Trung Đông đã khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn. Giới chức Israel tuyên bố đã hạ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar trong một chiến dịch ở miền nam giải Gaza. Ngoài ra, môi trường chính sách tiền tệ nới lỏng cũng tiếp tục hỗ trợ giá cho kim loại quý này. Theo dự báo của các ngân hàng hàng đầu thế giới, kim loại màu vàng có thể lên 3.000 đô la Mỹ một ounce vào năm sau, tương đương với biên độ tăng 10-12%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19 tháng 10, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều trời nắng. Ngày 19 tháng 10, Đông Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc sáng sớm sương mù nhẹ rải rác. Từ chiều ngày 19 tháng 10, các địa phương này mưa rào và rông rải rác. Đà Nẵng đến Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to. Hai đợt không khí lạnh này sẽ tác động tới nước ta trong những ngày tới. Cụ thể, ngày 19 tháng 10, không khí lạnh lệch đông không chỉ ảnh hưởng đến đất liền nhưng gây gió mạnh trên khu vực Bắc Biển Đông. Không khí lạnh tràn về vào khoảng ngày 22 tháng 10 sẽ ảnh hưởng đến đất liền gây mưa và giảm nhiệt độ. Miền Bắc trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét. Gió trên vịnh Bắc Bộ cấp 6 giật cấp 8, mưa vừa mưa to trên khu vực Trung Bộ. Thông tin từ báo Đời Sống và Pháp Luật Ukraine được cho là đã bắt đầu phản công ở Donetsk và đạt được một số kết quả nhất định về hướng các thành trì chiến lược trong khu vực. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ trong báo cáo mới nhất cho biết lực lượng Ukraine đã bắt đầu phản công tại khu vực lân cận Torres và Pokrovs thuộc tỉnh Donetsk. Trong khi đó, Nga đã đạt được những bước tiến trong tỉnh biên giới Kursk và xung quanh Chasipya, Pokrovs và Kudakove thuộc tỉnh Donetsk. ISVK lưu ý rằng lực lượng Ukraine gần đây đã giành quyền kiểm soát lại lãnh thổ bên trong Torres giữa lúc các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn trong khu vực. Cùng lúc đó, lực lượng Nga được cho là đã tiến hành các hoạt động tấn công ở phía nam Torres gần Nelipipka, phía tây Torres gần Chebinipka và phía tây nam Torres gần Sukhabanka vào ngày 16 và ngày 17 tháng 10. ISVK cũng đưa tin rằng lực lượng Nga đã có những bước tiến về phía đông Nam Pokrovsk, trong khi lực lượng Ukraine đã tiến về phía đông thành phố. Dữ liệu định vị địa lý từ ngày 17 tháng 10 cho thấy quân đội Nga hoạt động ở phía đông Nam Pokrovsk đã giành được quyền kiểm soát lãnh thổ ở phía đông Lysychka, phía tây Novohorodivka và một cơ sở xử lý nước ở phía tây Novohorodivka và tiến dọc theo phía tây nam Selidove. Cùng lúc đó, đoạn phim định vị địa lý được công bố vào ngày 17 tháng 10 cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã giành lại các vị trí nhỏ gần Mykolaivka, phía đông Pokrovsk và phía tây Hrodivka. ISVK xác nhận về sự tiến quân của Nga vào bên trong và phía đông nam của các khu định cư Chasipya và Kurakove ở tỉnh Donetsk. Quân đội Nga đồng thời đã tiến về sườn phía tây của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga. Đoạn phim định vị địa lý từ ngày 17 tháng 10 cho thấy quân đội Nga đang tiến về phía nam Zeleny Siliak, phía đông nam Koldenevo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã đẩy lùi 6 đợt phản công của Ukraine về phía các khu định cư Zeleny Siliak, Lyubimovka, Tonstiluk, Nikniklin và Ruskaya Konopenka trong ngày qua các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc tiếp tục tấn công và đánh vào các đội hình của quân Ukraine tại các khu vực định cư Lyubimovka, Malaya Loknia, Noviput, Novoivanovka và Plekovo. Quân đội Nga tấn công vào nơi tập trung nhân lực và thiết bị của địch ở vùng Kursk. Lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga tấn công vào lực lượng dự bị của Ukraine ở vùng Sumy. Kể từ khi bắt đầu giao tranh ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Kursk, thống kê của Nga chỉ ra rằng thiệt hại của Ukraine lên tới khoảng 23.850 quân nhân, 165 xe tăng, 77 xe chiến đấu bộ binh, 100 xe bọc thép chở quân, cũng như 942 xe chiến đấu bọc thép. Thông tin từ báo VOV cho biết lực lượng Hezbollah ở Lebanon vào sáng ngày 18 tháng 10 tuyên bố đã loại khỏi vòng chiến đấu 55 lính Israel kể từ khi lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF bắt đầu chiến dịch tấn công bộ binh vào nam Lebanon cách đây hơn 2 tuần. Trong tuyên bố, Hezbollah khẳng định các tay súng của lực lượng này đã mở nhiều cuộc tấn công chất lượng và hiệu quả nhằm vào các đơn vị Israel đang tham gia chiến dịch bộ binh ở nam Lebanon. Theo đó, các chiến binh Hezbollah đã hạ sát tổng cộng là 55 lính Israel và khiến hơn 500 binh sĩ sĩ quan khác bị thương. Hezbollah cũng tuyên bố bắt đầu chuyển sang một giai đoạn leo thang mới chống Israel, song không cho biết thêm chi tiết. Tuyên bố của Hezbollah được đưa ra ít giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel gọi tắt là IDF xác nhận có thêm 5 quân nhân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh mới nhất với Hezbollah ở Nam Lebanon. Tuy nhiên, IDF chưa đưa ra bình luận về tuyên bố sáng sớm này của Hezbollah. Quân đội Israel mở chiến dịch tấn công bộ binh vào Nam Lebanon từ đêm ngày 30 tháng 9, sau khi thực hiện hàng trăm cuộc không kích ác liệt vào các khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường và buộc khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nhiều quốc gia, trong đó có cả các đồng minh phương Tây của Israel, đã lên án mạnh mẽ chiến dịch tấn công của Tel Aviv vào Lebanon, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Lebanon và luật pháp quốc tế. Mới nhất, tuyên bố với các phóng viên sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo châu Âu tại Brussels Bỉ tối qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Israel lập tức dừng chiến dịch quân sự tại Lebanon nhằm tôn trọng chủ quyền của quốc gia láng giềng và tránh khiến xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Chủ tịch Kim Jong-un gọi Hàn Quốc là một quốc gia khác và một quốc gia thù địch, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, đây là tuyên bố của Chủ tịch Kim Jong-un khi ông đi thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn hay của quân đội Triều Tiên hôm 17 tháng 10. Chuyến đi được thực hiện hai ngày sau khi Triều Tiên cho nổ tung các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc, vốn được xem là biểu tượng cho sự hòa giải của hai bên. KCNA đưa tin, Chủ tịch nhấn mạnh quân đội Triều Tiên cần ghi nhớ một lần nữa, thực tế Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài và một quốc gia thù địch. Nếu chủ quyền của Triều Tiên bị Hàn Quốc, một quốc gia thù địch xâm phạm, lực lượng quân sự sẽ được sử dụng không do dự và không bị ràng buộc bởi bất cứ điều kiện nào. Cũng theo ông Kim, việc Triều Tiên chặn các tuyến đường bộ và đường sắt không chỉ mang ý nghĩa đóng cửa về mặt vật lý mà còn chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc và xóa bỏ hoàn toàn ý tưởng thống nhất. Trong quá trình thị sát Ban Chỉ huy Quân đoàn 2, Chủ tịch Triều Tiên một lần nữa nhắc tới tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng chiến đấu và bảo vệ an ninh quốc gia thông qua năng lực sẵn sàng chiến đấu mang tính áp đảo, bao gồm dân đe hạt nhân. Theo hãng tin John Hap, trong những bức ảnh được KCNA công bố cho thấy, ông Kim chỉ vào một bản đồ lớn trên bàn, phần lớn đã bị làm mờ nhưng vẫn để lộ seoul Điều này cho thấy quân đoàn 2 của quân đội Triều Tiên có thể đã lập kế hoạch tấn công nhắm vào thủ đô Hàn Quốc những bức ảnh còn hé lộ một màn hình tv lớn ở phía sau ông kim hiển thị bản đồ bán đảo triều tiên với một đường màu xanh được vẽ ở vị trí gần khu phi quân sự ngăn cách hàn quốc và triều tiên